tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ban thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đưa tin các hoạt động về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố, sản xuất và phát sóng chuyên mục Thi đua yêu nước, xây dựng các phóng sự về thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố gắn với các phong trào thi đua yêu nước để trình chiếu tại các hội nghị của thành phố và hội nghị của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương, hội nghị tổng kết và biểu dương điển hình tiên tiến của thành phố. Việc ký kết tuyên truyền giữa Ban Thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng nhằm góp phần nhân rộng biểu dương tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người, người tốt việc tốt trên địa bàn, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình.